món lợn mẹt nhá. Chúng ngựa thần thánh ở quán Sapa TV nhá. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì team của mình đang đi du lịch ở Sapa. Thì hôm nay chúng mình sẽ đi xuống bản Cát Cát nha mọi người. Mời mọi người cùng đi theo chân bọn mình đến bản Cát Cát Sapa nha mọi người nhé. Chúng mình đến Sapa là lúc trưa, thì chúng mình đã ăn cơm xong thì chúng mình về khách sạn, và từ khách sạn chúng mình đi xe điện đi xuống đến bãi này thì lại phải đi xe ôm vào trong bãi nha mọi người. Xe điện thì không được đi vào trong đấy. Mới bắt đầu đi được một đoạn thì mình nhìn xuống dưới thôn bản phía dưới là mình đã rất là hào hứng rồi nha mọi người nhé. Ở đây núi non rất là hùng vĩ cho nên là cho chúng ta một cảm giác trải nghiệm thật là tuyệt vời. Con đường đi xuống bản Cát Cát rất là dốc và quanh co. Tắc đường rồi. À, nó vẫn ngược chiều được à? Sau khoảng 10 phút bị tắc đường thì chúng mình cũng đã tiếp tục đi thông được rồi mọi người ạ. Tiệm giọt là cái gì ta? Thuê trang phục, make up, chụp ảnh. Đấy, thuê đây. Quả thực là con đường ở đây rất là dốc và quanh co, nên mọi người mà đi chơi ở đây thì nên đi chậm và đi xe ôm cho chắc thôi, chứ không đi ô tô. Đi ô tô như thế này thì xảy ra ùn tắc càng nhiều hơn mọi người ạ. Những cái bộ ấy như kiểu là của Mông Cổ vậy nhỉ? Dọc hai bên bờ đường thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều tiệm cho thuê các trang phục cho chúng ta check in. Lúc đầu ở trên thì mình nghĩ con đường này nó cũng ngắn thôi, sẽ dẫn đến bản rất là ngắn. Nhưng mà càng đi thì mình lại mới càng thấy nó xa mọi người ạ. Giờ thì mình mới chuẩn bị đến điểm bán vé đây. Ở phía trước mặt mình là điểm bán vé nha mọi người nhé. Sau khi có vé rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi vào cổng được nha mọi người nhé. Bắt đầu vào đến bản là chúng ta đã thấy có rất là nhiều du khách đến để check in. Và đây sẽ chính là điểm đến của xe ôm. Giờ thì chúng ta sẽ đi bộ xuống bản Cát Cát nha mọi người. Bắt đầu đi đến đây thì chúng ta đã nhìn thấy những bộ trang phục được các du khách thuê mặc rất là lộng lẫy. Từ phía trên nhìn xuống thì chúng ta nhìn thấy một dòng suối và có thác nước chảy róc rách thật là tuyệt vời. Một cảm giác mát lạnh. Do dòng suối chảy mạnh cho nên ở đây chúng ta cũng nghe thấy tiếng ồn của dòng suối nha mọi người nhé. Mình di chuyển xuống phía dưới và ở bên dưới thì nó có một cây cầu để sang nhà hàng bên kia nha mọi người. Nhìn thác nước chảy xiết như thế này thì mình nghĩ là đứng để chụp ảnh check in ở đây cũng khá là nguy hiểm. Nên mọi người cũng không nên đứng xuống gần quá cái thác nha mọi người nhé. Đúng rồi.
đến với Cát Cát thì chúng ta còn được trải nghiệm văn nghệ mang bản sắc dân tộc nha mọi người nha. Rất là hay luôn. Giờ thì chúng mình sẽ quay trở lên và quay về ăn tối nha mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở bữa tối. Bữa tối hôm nay thì chúng mình ăn tối ở nhà hàng Sapa TV, nhưng chúng mình sẽ ăn ở cơ sở 2 nhá mọi người nhá. Cơ sở 2 có tên là Dân Tộc Quán nha mọi người. Giờ thì chúng mình di chuyển bằng xe điện. Xin mời mọi người đi cùng với chúng mình đến Dân Tộc Quán nha mọi người. Nhà hàng Sapa TV và cơ sở 2 Dân Tộc Quán Sapa TV thì đi xe điện cách nhau khoảng 2 phút thôi mọi người ạ. Rất là gần nhé mọi người. Các quán ở đây thì quán nào cũng khá là đông khách. Ở đây thì có rất là nhiều món ăn nhé mọi người nhé. Thoải mái mà lựa chọn toàn là những món ăn đặc sản của Tây Bắc thôi mọi người ạ. Mình thích nhất là món lợn bản ở đây nhé mọi người nhé. Vì thế anh em mình đã gọi một mẹt lợn 1,5 triệu nhé mọi người. Và đây là mẹt lợn 1,5 triệu đây mọi người. Có rất là nhiều món nha mọi người. Ngoài ra mọi người mỗi người còn ăn một bát tiết canh nha mọi người ạ. Bát tiết canh nhỏ nhỏ như thế này thôi. Cũng là thịt lợn nhưng thịt lợn ở đây được chế biến thành rất là nhiều món ăn. Nhìn rất ngon và hấp dẫn nha mọi người nhé. Mọi người có thời gian ghé qua thì vào đây thưởng thức nhá. Xin mời tất cả mọi người ăn cơm cùng với chúng mình nhá. Và mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây để mình ăn cơm. Và ngày mai chúng mình sẽ tiếp tục hành trình đến Phan Xipang. Mọi người đừng quên theo dõi chúng mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.